Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin chuyện gì đang xảy ra với giới siêu giàu. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang làm xã hội bế tắc, con người bí bách thường dễ nổi giận, nhất là khi có những đối tượng và lý do thỏa mãn. Dư luận và chính quyền chưa biết phẫn nộ với những cá nhân, tổ chức liên quan trong đại án Việt Á, còn coi chúng là tội ác và lũng đoạn nhà nước, thì lại bàng hoàng không hiểu điều gì đang xảy ra với giới siêu giàu tại Việt Nam. Hai biến cố khiến dư luận dậy sóng xung quanh hành động bất thường hai ông chủ của hai tập đoàn là Tân Hoàn Minh về việc đấu giá đất khủng 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông tại Thủ Thiêm đã gây ra phá giá thị trường và FEC về bán chui hàng triệu cổ phiếu để trục lợi. Đây là hình ảnh sau khi tăng nóng một cách kỳ lạ thì giá chứng khoán bất ngờ lao dốc sau thông tin về việc FEC giao dịch chui và Tân Hoàn Minh bỏ tiền cọc. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã nêu ý kiến qua bài phân tích với sự nóng gần đây dựa trên tiêu đề chuyện gì đang xảy ra với giới siêu giàu. Các diễn biến vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý trước phản ứng dữ dội của công chúng cũng như công luận và chính quyền đã phải vào cuộc. Đại biểu Quốc hội khóa 15 đã nói rằng cần chế tài nghiêm khắc để ngăn chặn. Ông Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu là rà soát các bất thường trong những phiên đấu giá đất gần đây và giao cho Ngân hàng Nhà nước giám sát các nhà băng cho các nhà đầu tư vay tiền đấu giá đất. Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính thì cảnh báo về hành vi gây rối loạn thị trường tài chính và bất động sản. Còn Ủy ban Chứng khoán thì hủy phi vụ giao dịch cổ phiếu FEC vì bán chui tuy chưa có tiền lệ, nhưng cần phải làm để đảm bảo minh bạch kỷ cương cho thị trường. Hiệp hội Kế toán và Tài chính Việt Nam thì đề xuất phong tỏa tài khoản chứng khoán của các tác nhân, v.v. Truyền thông còn phát hiện những hành vi như trên đã từng xảy ra trước đây đối với hai ông chủ của hai tập đoàn trên. Hơn thế, về việc Bộ Công an đã xác minh 11 dự án đất kim cương của Tân Hoàn Minh tại Hà Nội và đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ngành liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và các dự án trên là tin nóng. Bản thân ông Chủ tịch Tân Hoàn Minh cũng vừa có tâm thư gửi các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước và đơn gửi Hội đồng đấu giá đất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày động cơ xin bỏ cọc lô đất đã trúng thầu và xin chịu hình phạt mất tiền cọc lên tới gần 600 tỷ đồng. Đây là hình ảnh bản copy 3 trang tâm thư xin bỏ cọc của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tân Hoàn Minh gửi cho 16 cái gạch đầu dòng cho thấy sự nịnh bợ thần thánh này hơn cả những bà lên đồng vái lệ tứ phương. Nó là đỉnh cao của văn hóa nịnh bợ chính quyền của tầng lớp doanh nhân hiện nay, theo bình luận của luật sư Lương Vĩnh Kim trên trang Facebook cá nhân của mình. Hành vi khó đoán trên, phản ứng của dư luận và những động thái của chính phủ đã khiến cho câu hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước hết là đối với đại diện của giới nhà giàu đã trở thành vấn đề nóng. Để có thêm vững chắc luận cứ cho câu hỏi và những câu trả lời, hai ý diễn giải dưới đây xuất phát từ góc nhìn mối quan hệ thân hữu giữa giới nhà giàu với chính quyền trong quá trình hình thành và phát triển. Và hơn thế, số phận của thành phần xã hội này lại phụ thuộc vào thái độ ứng xử của Đảng và Nhà nước. Trước hết, nhận định ít tranh cãi là một số cá nhân trở thành giàu và siêu giàu là nhờ thời thế và đất đai. Đó là khi chủ trương đổi mới vào năm 1986, trong đó có chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang bao cấp sang thị trường, quyền tự do kinh doanh và cơ hội làm giàu được mở rộng. Giới siêu giàu đã ra đời từ số vốn được tích lũy theo nhiều cách, thậm chí là nguyên thủy và hoang dã với số tiền kiếm được trong thời loạn lạc khi Liên Xô cũ và Đông Âu đang tan rã nhưng phần lớn là từ đất. Quá trình chuyển đổi tạo ra thời thế với những mâu thuẫn chủ yếu giữa hai nền tảng ý thức chủ nghĩa xã hội của chế độ và kinh tế thị trường. Đất đai và tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, thuộc quyền quản lý của những quan chức cộng sản trong một tổ chức đứng tên là nhà nước. Trong đó, lãnh đạo chóp bu không được người dân trực tiếp lựa chọn. Đây là hình ảnh 4 lô đất được đấu giá ở Thủ Thiêm. Và thị trường phát triển nhờ sở hữu tư nhân và những nguyên tắc vận hành khác đối nghịch với toàn trị và kế hoạch hóa tập trung. Giới lãnh đạo cố níu kéo ý thức hệ xã chủ nghĩa để duy trì chế độ đã không thể tạo ra những thể chế và chính sách thúc đẩy thị trường như một động lực. Họ biện minh đây là chính sách lược
quá độ mang tính thực dụng nhưng đã cản trở sự phát triển. Mâu thuẫn cơ bản trên hiện diện mọi thể chế và chính sách hiện hành không những biến đất đai trở nên màu mỡ để làm giàu bởi những kẻ có gan mà còn tạo cho kẻ cơ hội quan chức tiếp tay để trục lợi và tham nhũng kinh khủng. Trong môi trường này, mối quan hệ thân hữu hình thành và củng cố để tạo ra một kiểu nhà nước tư bản thân hữu bởi có các mối quan hệ chính trị và kinh doanh phức tạp, tinh vi. Các nhóm lợi ích, bảo trợ chính trị và bảo kê kinh doanh, công ty bình phong sân sau quan chức, thật giả lẫn lộn, dù nhắc đến nhiều nhưng việc điểm mặt chỉ tên, thậm chí trong số hàng chục ngàn quan tham trong các vụ án hay kỷ luật đảng là đơn lẻ và rất khó khăn. Đây chắc chắn là điểm nghẽn lớn nhất trong thể chế, thách thức không chỉ công tác chống tham nhũng mà cả việc sửa luật đất đai vào năm 2013 cũng như các luật liên quan. Những vụ xét xử gần đây cho thấy các luật này có thể bị vô hiệu hóa bằng nhiều cách khi thực thi, có thể thông qua quân xanh, quân đỏ hay hối lộ tinh vi để mua các thành viên hội đồng thẩm định giá hay xét thầu. Đây là hình ảnh lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Ông Đỗ Anh Dũng bên trái và ông Trịnh Văn Quyết bên phải. Hai là chuyển đổi sang kinh tế thị trường, tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ và tăng trưởng kinh tế đảm bảo duy trì tính chính danh của độc đảng cầm quyền. Bởi thế, giữa thị trường và đảng có mối quan hệ chặt chẽ, cộng sinh. Và dù muốn hay không thì đảng cần phải dựa vào kinh tế tư nhân, trong đó có giới nhà giàu để duy trì tính chính danh và giới siêu giàu đã có chỗ đứng trong chính sách của đảng. Tuy nhiên, cách giải thích rằng thành công kinh tế do đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin vào hoàn cảnh cụ thể chứ không phải do thị trường chỉ là tuyên truyền làm sai lệch bản chất của sự việc. Cho đến Hội nghị Trung ương thứ 6 khóa 12 vào năm 2018, sau hơn 30 năm đổi mới, đảng mới thừa nhận rằng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Dù muộn còn hơn không, nhưng giải pháp chính sách sao cho động lực thị trường trở nên mạnh hơn vẫn chưa được chú ý. Sự bao biện cho ý thức hệ chủ nghĩa xã hội, giáo điều đang cản trở cải cách thể chế. Khi biện minh cho hệ tư tưởng này, hai phạm trù thị trường và chủ nghĩa tư bản đã bị giải thích là khác nhau một cách có chủ ý. Thực tế chỉ ra rằng quá trình hàng trăm năm phát triển của chủ nghĩa tư bản là nhờ thị trường dựa trên sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân. Hơn thế, các nhà tư tưởng cũng nhìn thấy những mặt trái của nó như rủi ro đạo đức và tha hóa quyền lực và những thể chế dân chủ đã được thiết kế để ngăn chặn. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FEC. Bởi vậy, nhiệm vụ phải cải cách rõ ràng và tạo ra môi trường để thị trường vận hành theo các nguyên tắc cần có, cũng như thể chế chính trị dân chủ, kiểm soát quyền lực và rủi ro đạo đức, chứ không phải là cản trở nó vì ý thức hệ giáo điều. Cụ thể, với câu hỏi luyện chuyện gì đang xảy ra với giới siêu giàu, dù tư bản được tích lũy theo cách nào thì chức năng của nó là không ngừng mở rộng và tham lam, tìm cách kiếm lời. Thậm chí trong bối cảnh đại dịch COVID-19, kinh tế ngừng trệ thì giới siêu giàu vẫn không chịu ngồi yên. Và tiền thì vẫn đổ vào thị trường chứng khoán khiến nó sôi động nhất châu Á, bất động sản giá vẫn tăng một cách khó hiểu. Trái phiếu doanh nghiệp lách luật, phát hành, chuyển vốn ra nước ngoài vân vân rất lớn. Những động thái như trên có thể bộc lộ quán tính bản năng từng được thực hiện dựa trên mối quan hệ thân hữu giữa họ với chính quyền và cũng có thể là phép thử nào đó với thị trường, nhưng nhất quyết giới nhà giàu không ngu vì họ là các nhà tư bản. Vấn đề là chính quyền có tạo ra được khuôn khổ chính sách và thể chế thúc đẩy động lực cho thị trường phòng ngừa mặt trái của nó, tạo ra cơ chế giải trình trách nhiệm chống tham nhũng và quan trọng hơn thế là kiểm soát quyền lực và chuyển đổi dân chủ. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin nhà đầu tư, ông Trịnh Văn Quyết không khác gì kẻ sát nhân. Một số nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam cho rằng hành vi bán gần 75 triệu cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết mà không thông báo trước đã đẩy nhiều người vào cảnh tán gia bại sản và không khác gì hành vi giết người. Thông tin là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn FEC bán đi một số lượng lớn cổ phiếu đang nắm giữ mà không công bố đủ thông tin, hay còn gọi là bán chui, đang được dư luận trong và ngoài nước hết sức chú ý. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FEC đang là tâm điểm được nhà đầu tư bình luận
về hành động bán chui chứng khoán. Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn hai nhà đầu tư chứng khoán trong nước để tìm hiểu tác động từ hành vi của ông Quyết đã gây ra đối với nhà đầu tư cá nhân như thế nào. Một nhà đầu tư chứng khoán ở Hà Nội đã cho đài EFA biết quan điểm của ông như sau. Cái việc mà ông Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu thì gây ảnh hưởng rất nặng nề đối với tâm lý của nhà đầu tư cá nhân, khiến họ thua lỗ. Minh chứng là trong vòng 2-3 ngày qua thì các cổ phiếu của FEC và những cổ phiếu họ FEC của ông Quyết thì đã giảm giá kịch sàn trên sàn chứng khoán và có hiện tượng trắng bên mua. Không có một ai mua cổ phiếu mang họ FEC của ông Quyết cả. Những nhà đầu tư cá nhân thì này thì không thể bán được cho ai, và bây giờ họ đang phải gọi là dẫm đạp và chen lấn lên nhau để chỉ có thể thoát hàng của ông Quyết mà thôi. Tôi nghĩ rằng là những nhà đầu tư cá nhân vào thời điểm này sẽ cắt lỗ bằng mọi giá và sẽ phải chịu khoản thiệt hại rất lớn. Nhà đầu tư cá nhân này còn cho rằng hành vi của ông chủ Bamboo LA cho thấy ông là kẻ tham lam, không khác gì những kẻ sát nhân vì đã đẩy nhiều người đến cảnh tán gia bại sản. Một người khác ở Thành phố Hồ Chí Minh có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong công việc chứng khoán, đầu tư thì cho rằng chuyện bán chui cổ phiếu ở Việt Nam không phải là chuyện hiếm. Ông nói trong điều kiện giấu tên vì lý do an ninh như sau. Ở thị trường nào cũng vậy, có đủ thể loại doanh nghiệp tùy theo mong muốn của nhà đầu tư. Ví dụ có những doanh nghiệp theo kiểu đầu tư lâu dài, đàng hoàng, nhưng cũng có những doanh nghiệp ăn sổi ở thì. Rồi những cổ phiếu giống như đánh bạc cũng có. Nói chung là trong đầu tư chứng khoán có đầy đủ hết, tùy theo khẩu vị của nhà đầu tư. Riêng cái hành động của ông Trịnh Văn Quyết với cái cổ phiếu FEC thì trong lịch sử của nó nói thẳng ra là một cái cổ phiếu dạng lái. Lái tức là sao? Là ông sẽ gom cổ phiếu rồi đánh lên một mức nào đó và lại xả hàng ra. Đó là cái cách vận động của cổ phiếu FEC lâu nay. Đây là hình ảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Mới đây, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàn Minh cũng gửi tâm thư xin hủy đấu giá lô đất Thủ Thiêm có giá trị tới 24.500 tỷ, đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước khi thị trường bất động sản có dấu hiệu nhiễu loạn hơn một tuần qua. Thực ra mà nói, chuyện bán chui cũng thường xảy ra trên thị trường. Lý do tại sao? Vì theo cái vận động của cổ phiếu đó sẽ gom thật nhiều cổ phiếu giá thấp. Sau đó họ sẽ đánh lên từ từ, sau đó sẽ xả hàng lại cho những người mà người ta sợ vụt mất cơ hội, người ta lao vào. Khi đó thì họ sẽ bán chui luôn, vì theo pháp luật thì họ là cổ đông lớn, trước họ bài bán công bố, mà công bố thì người ta sẽ ngại và không mua nữa. Nguyên nhân của hiện tượng bán chui này, theo cả hai nhà đầu tư mà đài AFA phỏng vấn, là do chế tài chưa đủ mạnh. Trong trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết, pháp luật hiện hành chỉ cho phép cơ quan chức năng đưa ra mức phạt tối đa là 1,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận từ việc bán chui cổ phiếu lần này có thể đến hàng trăm tỷ đồng. Do vậy, việc nộp phạt sẽ không thấm vào đâu cả, nếu không người ta sẵn sàng vi phạm. Và ý kiến chung của các nhà đầu tư là cần phải gia tăng tính răn đe trước hành vi trục lợi trên thị trường chứng khoán. Ông nói, tôi cho rằng trong trường hợp này thì nhà nước cần phải xem xét xử lý hình sự cá nhân ông Trịnh Văn Quyết, vì ông ấy đã có hành vi nội gián và có thể được coi là lũng đoạn thị trường chứng khoán, theo nhà đầu tư ở Hà Nội chia sẻ. Đây là hình ảnh tài khoản chứng khoán hơn 3 tỷ đô la của ông Trịnh Văn Quyết đã bị phong tỏa. Thống kê cho thấy ngoài các cổ phiếu niêm yết như FEC và GAP, AET, ROS, ông Trịnh Văn Quyết còn trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ cổ phiếu tại các doanh nghiệp chưa lên sàn như FEC Homestead hay Bamboo LA. Còn nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng ngoài việc hình sự hóa hành vi trục lợi thì cần phải hoàn thiện cơ sở pháp lý để ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Ông nói, đương nhiên là mọi việc mua bán trên thị trường là tự do, ý chí, và việc anh mua bán một cổ phiếu nào thì anh phải có trách nhiệm tìm hiểu về nó, nhưng phải hoàn thiện hơn nữa cơ sở pháp lý để hạn chế những trường hợp lái cổ phiếu, bơm thổi giá ảo của cổ phiếu lên để sau đó nhiều người đu vào thì lại xả ra, thì cái đó gây hậu quả rất lớn. Nhà đầu tư sẽ thua lỗ rất lớn ở những cổ phiếu rác như thế. Cần phải có cơ chế hoàn thiện hơn nữa để có thể hạn chế những cái này. Cũng hôm 10 tháng 1 năm 2022, giới đầu tư chứng khoán quốc gia Đông Nam Á cũng xôn xao trước thông tin
tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu của tập đoàn FEC từ 5 ngày trước đó, trong khi cùng ngày 10 tháng 1, thông báo bán cổ phiếu mới chỉ là công bố trên trang web của tập đoàn. Đến ngày 11 tháng 1 thì Bộ Tài chính ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần của tập đoàn FEC, mã chứng khoán FC lên sàn HOSE. Đây là hình ảnh siêu dự án FEC Quảng Bình của tập đoàn FEC với 1.900 ha. Sàn HOSE hay còn được biết đến là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong cùng ngày có thông báo chính thức về việc sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết do không có báo cáo, không công bố trước thông tin khi thực hiện giao dịch như quy định. Theo thống kê, ngoài hơn 215 triệu cổ phiếu FEC đang nắm giữ, ông Quyết đang sở hữu một loạt cổ phiếu khác của công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FEC mã là GAP và công ty xây dựng FEC Faros mã là ROS và công ty cổ phần chứng khoán BOS mã AET. Tổng giá trị ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chuyên gia chứng khoán Đỗ Anh Việt, công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cho rằng việc FEC bán chui cổ phiếu không phải là việc lần đầu. Vào năm 2017, FEC đã từng bán chui số lượng lớn rất lớn, khoảng 57 triệu cổ phiếu. Theo tính toán thời gian đó, họ đã đút túi 400 tỷ đồng. Vậy nên, việc bán chui lần này nằm trong tính toán của ban lãnh đạo, chứ không có sự nhầm lẫn nào cả. Lần này, Ủy ban chứng khoán đã có những hành động về việc ngăn chặn giao dịch và hoàn lại cổ phiếu. Tuy nhiên, ảnh hưởng niềm tin đối với nhà đầu tư là rất lớn. Cổ phiếu FEC giảm sàn và rất nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng bị ảnh hưởng. Thời điểm này, cổ phiếu đầu cơ và cổ phiếu bất động sản thì có việc này đã làm xì hơi bong bóng những cổ phiếu đầu cơ. Bên hình ảnh, Bamboo Airways có vốn điều lệ là 16.000 tỷ đồng, chủ tịch là Trịnh Văn Quyết nắm giữ 56,5%. Sau tin phong tỏa tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết, cổ phiếu họ FEC đã xuống sàn la liệt, hàng loạt cổ phiếu mang họ FEC đua nhau giảm sàn sau thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị phong tỏa tài khoản vì bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Tiêu điểm trong hệ sinh thái này là công ty chủ tịch tập đoàn FEC mà FEC mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 12 tháng 1. FEC đã giảm sàn về mức 18.550 đồng một cổ phiếu, trắng bên mua, trong khi bên bán vẫn chất lên cả triệu cổ phiếu. Không chỉ có FEC, ROS và các công ty khác trong hệ sinh thái của ông Trịnh Văn Quyết gồm công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FEC mã GAP và công ty cổ phần chứng khoán BOS mã AET và công ty nông dược Hải tức là mã 2 đều lao dốc về mức giá sàn. Ông Trần Đức Minh, một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cho biết, tập đoàn FEC bán cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn đến nhà đầu tư cá nhân, làm hàng loạt cổ phiếu bất động sản đã giảm đồng loạt, ảnh hưởng đến niềm tin về thị trường chứng khoán của Việt Nam. Về hình phạt, theo tôi là chưa đủ sức răn đe đối với hành động bán chui cổ phiếu, đặc biệt là lãnh đạo nắm trong tay rất nhiều cổ phiếu, tác động đến thị trường. Theo tôi, nên có chế tài răn đe thích đáng để hành động làm ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường chứng khoán tại Việt Nam.